Hello, chào mừng ông bà cô chú anh chị em và các bạn đã quay trở lại với video ngày hôm nay của Social TV. Tiếp tục cập nhật một số tin tức mới của các bạn trong đàn gà con nhé mọi người. Phạm Thiết Nhung mới đây thì có up một cái bức ảnh rất là đẹp cùng với cái dòng status hôm qua là một câu chuyện, ngày mai là một bí ẩn, hôm nay là món quà của Thượng Đế, hãy tận hưởng nó. Chúc cả nhà buổi sáng an lành. Những gì mà Thiết Nhung chia sẻ đã làm cho người hâm mộ thêm yêu quý cô bé, có thể thực tế sẽ là một cái niềm vui hay là nỗi buồn. Cái chuyện gì xảy ra trong ngày hôm nay cũng thế, vui cũng được, buồn cũng được, miễn chúng ta đón nhận nó với một tinh thần lạc quan thì chuyện dù có buồn thì cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Quý khán thính giả cũng để lại nhiều lời khen cho sự trẻ trung xinh đẹp của Thiết Nhung trong bức hình mà cô bé đăng tải. Mọi người cũng chúc Thiết Nhung buổi sáng tràn đầy năng lượng. Khán giả cũng đồng ý với những gì Thiết Nhung viết. Đúng vậy Thiết Nhung, tươi đẹp, hãy luôn tận hưởng những gì đang có, không thể biết trước được điều gì. Con gái thật là duyên dáng, đáng yêu. Còn bé Thiên Ngân thì hôm nay cũng chia sẻ nỗi lòng của mình lên trang cá nhân như sau. Đời của mình cứ vẽ cho xinh, còn mấy cái khác cứ cố gắng bước qua thôi nào. Chúc cả nhà buổi trưa vui vẻ nha. Tối nay thì bé có like 20 giờ trên TikTok, cả nhà vô nói chuyện với em nha. Vậy là tối hôm nay Thiên Ngân vừa có một buổi live stream trên TikTok. Mời mọi người có rảnh thì ghé TikTok nói chuyện với Thiên Ngân nha mọi người. Và Thiên Ngân có chia sẻ hôm nay em ấy phát hành ca khúc Bầu ơi đừng khóc. Như chúng ta đã biết, ca khúc này đã gắn liền với tên tuổi của chị hai, một ca khúc mà bây giờ khi nghe lại vẫn nghẹn lòng. Mời cả nhà cùng lắng nghe ạ, Bầu ơi đừng khóc, với sáng tác của nhạc sĩ Hem Đá Trương. Đó là những lời mà bé Út Thiên Ngân chia sẻ, và bé Út Thiên Ngân đã hát bài này với tất cả trái tim của mình, nghe rất ngọt ngào da diết. Bên cạnh đó mọi người cũng khen dạo gần đây Thiên Ngân hát rất hay. Dưới phần bình luận thì Thiên Ngân có chia sẻ thêm một điều là khi em ấy quay bài này thì em ấy đã khóc, thật sự không thể kiềm chế được. Và nghe khán giả chúng ta khi nghe lại bài hát này qua giọng hát Thiên Ngân vẫn nhớ như in giọng hát của mẹ Phi Nhung. Phải nói mọi người mỗi lần nghe được bài hát này thì cảm xúc dạt dào sẽ ùa về. Và có thêm một thông tin mình muốn chia sẻ là từ trung tâm Thúy Nga. Hôm nay cô Thủy đã có chia sẻ một bức ảnh mà cô có nói rõ là bức ảnh này là từ năm 2003. Trong bức ảnh có mặt 5 người. Một là em trai của cô Thủy, hai là cô Thủy cùng ông xã là chú Thi, và hai người còn lại đó chính là cố ca sĩ Phi Nhung và ca sĩ Mạnh Quỳnh. Cụ thể nội dung cô chia sẻ như sau: Countdown Paris by Night 136, hành trình 40 năm, thu hình 29 và 30 tháng 7 2023 tại Bangkok. Hân hạnh gửi đến quý khán giả yêu mến Thúy Nga Paris by Night những tấm ảnh xưa đầy kỷ niệm. Hình chụp tại tiệm Thúy Nga 44 Avenue Paris, quận 13 vào năm 2003. Kim Tô, Phi Nhung, Mạnh Quỳnh, Thủy Thi. Tái bút các fan Paris by Night có biết Phi Nhung, Mạnh Quỳnh trong lúc đó qua Paris thu hình Paris by Night cuốn số mấy không? Bức ảnh cô Thủy chia sẻ đã lấy đi nước mắt của người hâm mộ thêm một lần nữa. Lùi về thời điểm năm 2003, lúc đó chị và anh còn rất là trẻ. Cả hai anh chị đều gầy như nhau và mọi người khi nhìn bức ảnh này sẽ nhớ lắm. Dưới phần bình luận sau khi được cô Thủy hỏi là anh và chị đến để thu hình Paris by Night số mấy, thì khán thính giả cũng đã nhanh chóng có những bình luận, đặc biệt là chị Trixie Phương Trinh có gửi lời bình luận: chị giữ được những tấm hình này quý quá. Và ca sĩ Mạnh Quỳnh cũng đã vào để lại bình luận: trời, sao chị còn có được tấm hình này vậy? Em còn không nhớ chụp khi nào luôn. Quả thật, những người trong hình sẽ không thể nào nhớ được thời điểm mình đã chụp những bức ảnh ở đâu, nhưng đây là một kỷ niệm mà cô Thủy rất trân trọng và giữ gìn, nên hôm nay cô chia sẻ cho fan hâm mộ được biết. Ai nấy được nhìn lại kỷ niệm xưa của chị đều rất là xúc động.
Và phải nói anh Mạnh Quỳnh cũng đã rất ngạc nhiên vì không nhớ là mình đã có tấm hình như thế này từ những năm 2003. Và đặc biệt việc mà các số của Trung tâm Thúy Nga đều có anh và chị, thì bây giờ trong số kỷ niệm 40 năm thành lập Trung tâm Thúy Nga lần này, đặc biệt không có mặt cả anh và chị nên khán giả rất nhớ thương, đều để lại những bình luận động viên và rất mong muốn ba người con gái của chị hai hát trong show này sẽ làm nên những bản nhạc thật hay. Kế đến là thông tin từ ca sĩ Quỳnh Trang. Mới đây Quỳnh Trang đã có một buổi phỏng vấn trong một talk show và Quỳnh Trang đã chia sẻ nhiều câu chuyện lý thú về đời tư của mình. Khi được hỏi có bao giờ Quỳnh Trang khó chịu khi bị gọi là con nuôi Phi Nhung dù đã có nhiều cố gắng trong nghề, Quỳnh Trang đã nhã nhặn trả lời: "Tôi không khó chịu vì đó là sự thật. Đối với tôi, sự cống hiến của mẹ dành cho nghệ thuật là điều không thể chối cãi. Sự bao dung, cái tâm của mẹ đối xử với mọi người cũng vậy. Được là con của mẹ Nhung, tại sao tôi phải khó chịu? Tôi hãnh diện, vinh hạnh nhiều hơn thay vì áp lực. Tôi nghĩ mình phải cố gắng để không phụ sự kỳ vọng của mẹ lẫn khán giả. Mẹ Nhung của tôi giỏi như thế, tôi phải nỗ lực được một phần nào đó và phải tiến bộ qua giọng hát, cách diễn xuất. Cái ưu tiên hàng đầu của tôi là sự chân thành, lễ phép đối với mọi người. Đó là những điều tôi luôn gìn giữ, phát huy để mọi người thấy mẹ Nhung đã dạy tôi trưởng thành thế nào." Có tin đồn là Quỳnh Trang đã mua được nhà sau mấy năm đi hát. Điều đó có đúng không? Quỳnh Trang trả lời là vừa mua được một căn nhà hồi cuối năm 2022 và mới dọn về ở. Trước đó, Trang và gia đình ở chung cư, phòng khoảng 90m². Khi ấy, Trang thấy như vậy là quá đủ. Khi vào Sài Gòn, tôi chỉ mong tìm được căn nhà trọ giá ổn nhưng đi hát. Được tổ cho thì tôi mua được căn nhà đó và không mong cầu điều gì hơn về chỗ ở. Đến khi gia đình có thêm thành viên mới là các cháu của tôi thấy không có không gian riêng để tập hát. Từ đó, gia đình quyết định tìm một căn nhà. May mắn là căn hiện tại ai cũng ưng ý, nhưng mức giá hơi cao nên tôi phải vay thêm từ người thân để mua. Sắp tới, tôi chỉ biết chăm chỉ nhiều hơn để trả khoản vay đó. Trong khi làm nghề thì có tin đồn thất thiệt nào khiến Trang buồn lòng hay không? Trang có nghe nhưng không buồn vì biết đó không phải là sự thật. Thậm chí Trang còn thấy mắc cười nữa. Đặc biệt là thông tin Trang cặp đại gia. Nếu ai gặp Trang ngoài đời sẽ thấy Trang trông nhỏ nhắn hơn so với trên truyền hình. Trang nghĩ đại gia sẽ có tiêu chuẩn cao hơn về ngoại hình lẫn nhan sắc, tài năng, v.v. Còn Trang chỉ có giọng hát thôi mà còn chưa đủ chín mùi, phải hoàn thiện hơn rất nhiều thì sao cặp được đại gia. Trang đi diễn, đi mua sách đều có mẹ ruột theo cùng. Bạn trai bình thường Trang còn chưa có thì sao mà cặp được đại gia.